Theo đông y, hội chứng chóng mặt ù tai, nôn mửa thuộc phạm vi chứng uyển dựng. Nguyên nhân do can thận âm hư, can huyết hư hoặc do can dương nổi lên, can quả dựng thịnh hay đàm thấp. Người bệnh thuộc thể đàm thấp có biểu hiện người béo trệ, quang mắt, chóng mặt, lợm giọng, buồn nôn, hồi hộp, ngủ hay mê, ăn kém, sáng hay khạc ra đờm, miệng nhạt, lưỡi bự, rêu dính, mạt quạt. Phương pháp chữa: quá thấp trừ đàm. Sau đây là một số bài thuốc và món ăn hỗ trợ trị bệnh. Bài thuốc: bài 1, nhị trần thang gia giảm, trần bì 8 giờ, bắn hạ chế 8 giờ, phục linh 8 giờ, căm thảo 4 giờ. Sắc lóng: nếu miệng đắng lưỡi khô, nước tiểu vàng, đại tiện táo, phiền táo, thêm trúc nhự 8 giờ, chỉ thực 12 giờ, địa long 8 giờ, thạc xương bồ 8 giờ, bạc thược 12 giờ. Nếu riêu lưỡi trắng dính, đại tiện lỏng, miệng không khát, thêm đẳng sâm 12 giờ, bạc truật 12 giờ, trạc tả 10 giờ. Bài 2, bạc thược 32 giờ, hương phụ 4 giờ, thanh đại 2 giờ, thiên hoa phấn 8 giờ, bạc giới tử 8 giờ, phục linh 12 giờ, quyền sâm 16 giờ, hoài sơn 12 giờ. Sắc lóng: món ăn thuốc hỗ trợ. Bài 1, canh cá chép thiên ma, cá chép 1 con 50 giờ, thiên ma 10 giờ, xuyên khung 10 giờ, phục linh 10 giờ. Cá làm sạc bỏ ruột, dược liệu thái lát cho trong bụng cá. Đặt vào nồi, thêm gừng, hành tươi, gia vị, nước dùng nước nấu đậu phụ, xương bò hoặc xương lợn, cánh gà, hầm trong 30-45 phút, thêm muối, gia vị, bột tiêu đun sôi đều là được. Thích hợp cho người tăng huyết áp, suy nhược thần kinh, đau đầu chóng mặt. Bài 2, cá chép hầm hạt dẻ nhục quế, cá chép 1 con 50 giờ làm sạc bỏ ruột, nhục quế đập dập, 5 giờ, hạt dẻ bóc bỏ vỏ, 50 giờ. Tất cả hầm chín, thêm gia vị. Chỉ ăn ngày 2 lần, dùng 5-7 ngày. Thích hợp cho phụ nữ rối loạn mãn kinh, suy nhược cơ thể, đau đầu chóng mặt, quên lẫn, hồi hộp, tiêu chảy, phù nề, đau lưng dơi niệu, kinh nguyệt thất thường. Bài 3, cháo não cá chép. Não cá chép mổ đầu cá lấy não, gạo tẻ 60 giờ, nấu thành cháo, thêm gia vị, ăn khi đói. Dùng tốt cho người cao tuổi ù tai điếc tai. Bài 4, cháo cần tây 20 giờ, mơ hoặc mận ngọt 20 giờ, gạo tẻ 60 giờ. Tất cả nấu cháo, cháo chín thêm đường phèn khuấy đều, chia ăn 2 lần trong ngày, liên tục 1-2 tuần. Thích hợp cho người ù tai điếc tai, giảm thính lực ở người cao tuổi. Kết hợp châm cứu hoặc dây ấn các huyệt, nội quan, phong trì, tam âm giao, hợp cốc, phong long, túc tam lý. Ngày 1 lần, mỗi huyệt 1-2 phút. Vị trí huyệt: nội quan, trên cổ tay 2 tấc, dưới huyệt giang sử 1 thốn, giữa khe gân cơ gan tay lớn và bé. Phong trì, chỗ lõm của bờ trong cơ ức đòn chủng và bờ ngoài cơ thang bám vào đáy hột sọ. Tam âm giao, ở sát bờ sau trong xương chày, bờ trước cơ gấp dài các ngón chân và cơ cẳng chân sau, từ đỉnh cao của mắt cá chân trong đo lên 3 tấc. Phong long, đỉnh mắt cá chân ngoài lên 8 tấc hoặc lấy huyệt ở điểm giữa nếp keo chân và mắt cá chân ngoài. Túc tam lý, úp lòng bàn tay vào giữa đầu gối, đầu ngón tay giữa chạm vào xương ống chân xương chày, từ đó hơi xịt ra phía ngoài 1 s.